ký ức mà tôi gọi là cái số cả đời mà giờ quên thì có lẽ là về cuộc đời của mẹ tôi. Bà lấy chồng khi đang còn 17 tuổi. Ông ta là sĩ quan Ngụy, có nhiều sự kiện về nhà binh thì buộc ông phải đi. Thì trong quá trình gọi là thời chiến mà nói chung là bạc vô âm tín, có nghĩa là mẹ tôi không không có biết là hay tin tức chồng mình ở trên chưa, hoặc là bị mất tích, hoặc là cũng không rõ là như thế nào, có đi cải tạo hay không. Cái đời như vậy thì duyên phận đã đưa đẩy, và sau một thời gian dài như vậy thì bà đã bước đến từ đời chồng thứ hai của người thứ hai đó, thì người con đấy chính là tôi. Và đến một ngày nọ thì biến cố xảy ra, bà tìm được một cái tin là người chồng đầu tiên thật ra là đi cải tạo mà không có mất tích, cũng không có chết. Mẹ tôi đã khóc rất nhiều, và bà không biết tìm một phương án nào, hay là tìm một cái việc gì, hay là nghe lời khuyên từ ai để có thể cứu vãn tình thế cuộc đời nó éo le như vậy. Lúc đó là bà bắt đầu có những cái dằn xé bên trong, tích tụ vài bao năm thì coi như là dẫn đến cái vấn đề là bố và mẹ phải là ly thân. Thì năm 2000 khi tôi đậu trường mỹ thuật cũng đánh dấu là bao đầu trở mình vì những cái mâu thuẫn trong người như vậy, vì những cái biến cố trong đời bà như vậy. Thì chỉ có nhờ đến vấn đề là các vị y bác sĩ của bệnh viện tâm thần, nói chung là cái đầu tiên á, là bao đầu hay hay có cái mặt như này, là hay bắt cái ghế ngồi trước cửa và cứ nhìn vào một cõi xa xăm. Mà tôi nhiều lần tôi thấy như vậy tôi rất là khó hiểu, sau đó tôi đâm ra là tôi hơi gọi là hơi bất mãn cái điều đó. Và mình đầu tiên mà là mẹ làm như vậy để làm gì, mẹ cũng phải bị điên không, mẹ làm vậy mà bà cái bệnh về trầm uất á, nó đến cái cực điểm bà, thì hầu như là cái ý thức trong bà nó bắt đầu nó vơi dần, thì cái đời sống của bà bây giờ nó hầu như nó bị nổ tung. Bây giờ cũng còn mắt đấy không? Nhiều lần ba đọc tiếng Pháp, nhìn chữ mà tiếng Pháp là cái tiếng gọi là giống như tiếng mẹ đẻ của ba, đọc 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 không ra thì ba còn còn cách lấy đâu để đánh ba thương. Thì tôi chỉ biết bằng cách là ôm ba thôi. Mà lúc đó thì khi mà ba lên cơn thì người ba thương nhất cũng là tôi, nhưng khi ba lên cơn hầu như ba còn ý thức thì cứ cản ba thôi đấy, cứ cắm qua bảo vai, tôi cứ để cho ba cắm để nói chung là đỡ cơn đau đi. Thì ý rằng sau vụ đó là ba cứ tập người nó đỡ lại. Dằn xé những cú sốc cũng vậy, thì lập tức cái trong cái sổ sáng tác tác phẩm mà từ lúc mà mẹ mình bắt đầu đau rồi thì mình lại chuyển qua một hướng khác. Tôi nói thẳng như vậy, không vì gì, không bán rẻ nghệ thuật, không không vì lời khen tiếng chế, không vì gì, mà hầu như là
là những cái trang viết mà về chính cuộc đời của mình, chính người mẹ của mình với những đau khổ của bạn, thì trong cơn mộng mì rồi trở thành ám thi luôn, rồi mộng mì rồi đau khổ rồi tất cả mọi thứ thì hầu như là đã toàn lên tinh thần của cái trang của tôi. Hầu như là tại vì có những cái trang tôi không vẽ về mẹ mình, nhưng mà bóng dáng mẹ mình vẫn đâu đó thành thoáng trong 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 trong. Thank you.